Bài toán: Một cây xanh mọc thẳng đứng trên mặt đất bị sét đánh gãy. Chỗ bị gãy cách gốc cây 3 mét. Ngọn cây đổ xuống mặt đất cách gốc cây 4 mét. Hỏi cây xanh đó cao bao nhiêu mét? Bài toán cho sẵn một cái hình nhưng mà đây chỉ là một cái hình minh họa. Để giải quyết bài toán thì chúng ta cần vẽ một cái hình mới có số liệu và tên gọi cụ thể. Ở hình mới này chúng ta ký hiệu chiều cao của cây xanh là đoạn AB. Cây xanh này bị gãy, chỗ gãy là điểm C. Ngọn cây chạm mặt đất tại điểm D. Bài toán cho số liệu từ chỗ gãy cách gốc cây 3 mét. Từ chỗ ngọn cây chạm mặt đất cách gốc cây là 4 mét. Và đề yêu cầu chúng ta tính chiều cao của cây xanh. Như vậy để tính chiều cao của cây xanh thì chúng ta chỉ cần tính đoạn BC mà chúng ta thấy là đoạn BC này bằng đoạn CD. Như vậy để tính độ dài của đoạn BC thì chúng ta đi tính độ dài của đoạn CD. Mà đoạn CD là cạnh huyền của một tam giác vuông. Đã có đầy đủ số liệu của hai cạnh góc vuông. Như vậy áp dụng định lý Pythagore chúng ta sẽ tính được cạnh huyền CD. Cụ thể, tam giác ACD vuông tại A. Từ đây chúng ta suy ra CD bình sẽ bằng AC bình cộng cho AD bình. Thay số vào tính toán thì chúng ta được kết quả là 25. Từ đây chúng ta suy ra đoạn CD có độ dài là 5 mét. Từ đây chúng ta có thể tính được độ dài của AB. AB chính là bằng AC cộng với BC. Hay nói cách khác là bằng AC cộng với đoạn CD. Thay số vào thì chúng ta được kết quả là 8 mét. Từ đây chúng ta kết luận chiều cao của cây xanh là 8 mét.